Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, nền nhiệt không thay đổi nhiều so với hôm qua và dao động trong khoảng từ 22,5 đến 29,5 độ. Ban ngày trời nắng, độ ẩm trong không khí giảm nhẹ nên cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố và các vùng phụ cận, trời nhiều mây, đêm không mưa, ban ngày giảm mây và có nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 30 độ, độ ẩm vẫn duy trì ở mức từ 80 đến 85%. Riêng khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, vào đêm và sáng sớm có mưa nhỏ ở một vài nơi, ban ngày trời chuyển nắng. Chuyển sang thời tiết các khu vực khác trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưới áp cao lục địa có cường độ suy yếu nên có khả năng có mưa vào ban đêm ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Vào đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ phổ biến ở quanh mức từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động ở quanh mức từ 22 đến 29 độ, độ ẩm khá cao, từ 90 đến 95%. Dự báo từ đêm nay 20 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11, ở khu vực Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, tổng lượng mưa đợt này có thể dao động từ 100 đến 170mm, có nơi trên 200mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 18 đến 27 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Còn Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết cho 3 ngày tiếp theo tại thành phố Hải Phòng. Hồng Trinh xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.